Thiên Hà xin kính chào quý khán giả của Thời báo TV. Bản tin ngày 17 tháng 6 gồm các tin chính sau đây. TTC thiếu tiền tu bổ tiện nghi phục vụ người tàn tật ở Subway. Cảnh sát vùng York mở chiến dịch bài trừ nạn đua xe. Bị tấn công tình dục khi xin việc trên Kijiji. Và băng trộm cắp ở thương xá bị bắt. Kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. TTC thiếu tiền tu bổ tiện nghi phục vụ người tàn tật ở Subway. Một số trạm xe điện ngầm TTC sẽ không được sửa chữa cho phù hợp với người tàn tật do Ủy ban Vận chuyển Công cộng Toronto không đủ ngân sách. Luật Accessibility for Ontarians with Disabilities Act yêu cầu toàn hệ thống TTC phải thuận tiện để người tàn tật di chuyển vào năm 2025. TTC đáp ứng được yêu cầu của tỉnh bang cho xe bus và xe streetcar nhưng không thể hoàn thành kịp cho các trạm xe điện ngầm vào năm 2025 do thiếu 240 triệu ngân sách. Tính đến nay thì 32 trạm xe điện ngầm đã có thang máy, đường nối, ramp và cửa tự động nhưng 17 trạm khác vẫn chưa được sửa. Bà Maria Occhimeri, chủ tịch TTC cho biết họ không có đủ kinh phí trong khi tỉnh bang không tài trợ. Theo bà Occhimeri, thì những trạm subway mới như trạm trên tuyến Spadina được mở rộng và tuyến thiết độ nhẹ sẽ hoàn toàn phù hợp cho người tàn tật sử dụng. Những trạm subway bắt đầu được nâng cấp vào năm 2018 đến năm 2023 sẽ không hoàn thành kịp cho thời hạn năm 2020 đến năm 2025. Bà Occhimeri còn cho biết Toronto là thành phố duy nhất không được tỉnh bang hỗ trợ về nhà ở công cộng và dịch vụ vận chuyển công cộng. Cảnh sát vùng York mở chiến dịch bài trừ nạn đua xe. Vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 6, cảnh sát vùng York đã khởi động chiến dịch nhắm vào những người đua xe và chạy quá tốc độ. Chiến dịch mang tên Project Erase, Eliminate Racing Activity on Streets Everywhere sẽ nhắm vào những người đua xe trái phép trên đường. Constable Evan Roach thuộc cảnh sát vùng York cho biết họ sẽ có trực thăng tìm kiếm những hoạt động trái phép như xếp đặt đường đua và báo cáo cho cảnh sát phía dưới. Camera trên trực thăng cũng sẽ giúp thu nhập bằng chứng về các hoạt động đua xe trái phép. Từ khi gia nhập cảnh sát vào năm 1999, ông Roach đã chứng kiến nhiều tai nạn khủng khiếp do xe đua gây ra. Người đi đường bị xe đua đụng, xe bị đụng gãy làm đôi, nhiều thanh niên chết vì đua xe. Inspector Mark Pritchard cho biết từ đầu năm tới nay, cảnh sát tỉnh bang OPP đã đưa ra gần 400 cáo buộc liên quan đến đua xe. Theo ông, thì những người đua xe cho đây là một trò vui mà không nghĩ đến chuyện mạo hiểm đến tính mạng của mình và gây nguy hiểm cho những gia đình khác. Trong 2 năm qua, gần 150 người đã chết trong tai nạn do lái xe quá tốc độ hay lái xe bạt mạng trên đường tuần tra của OPP. Bị tấn công tình dục khi xin việc trên Kijiji. Cảnh sát vừa đưa ra khuyến cáo mọi người đề phòng sau vụ một phụ nữ bị tấn công tình dục khi xin việc làm đăng trên mạng quảng cáo rao vặt Kijiji. Cảnh sát cho biết nạn nhân 21 tuổi nộp đơn xin việc với Courier Savage Logistics và đồng ý gặp người đại diện công ty ở một quán cà phê ở Toronto. Tuy nhiên, người đàn ông đại diện và một phụ nữ đã đến tận nhà nạn nhân. Sau khi nói chuyện lơi lả, khiêu dâm người đàn ông này đã xâm phạm nạn nhân. Nhận diện nghi can, người da trắng, trong độ tuổi 45-50, cao từ 6'3-6'5, dáng người ốm, tóc bạc và có hàm răng xấu. Người phụ nữ đi cùng là người da đen khoảng 25 tuổi, dáng người mập mạp. Cảnh sát e rằng còn nhiều nạn nhân khác và đề nghị ai có thông tin gì báo cảnh sát ngay. Băng trộm cắp ở thương xá bị bắt. Cảnh sát vừa bắt giữ 4 phụ nữ chuyên ăn cắp đồ ở các thương xá gần Toronto. Hôm thứ Hai mới đây, cảnh sát vùng Halton cho biết đã hợp tác với chuyên viên chống trộm cắp của các tiệm Max, Banana Republic và The Gap để điều tra hoạt động tội phạm ở Toronto Premium Outlets tại Halton Hills. Cảnh sát hoạt động ráo riết trong 2 ngày ở thương xá nằm ở phía tây Toronto để lùng các băng chuyên trộm cắp ở nhiều trung tâm mua sắm trong vùng GTA. Cảnh sát chìm và cảnh sát tuần tra ở nhiều cửa tiệm đã bắt được Gianna Gillespie, 32 tuổi, và Don Williams, 46 tuổi, cùng là cư dân Brampton.
Tamisha Nicola Duncan, 35 tuổi, cư dân Stainer, cả ba bị cáo buộc tội trộm cắp dưới 5.000 đô la và sở hữu tài sản trộm cắp. Một nghi can khác đang bị cơ quan xuất nhập cảnh truy tầm đã được giao cho giới chức về di trú. Vừa rồi là bản tin ngày 17 tháng 6. Thiên Hà xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới.